Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn sản phẩm loa Sao 3 đến từ hãng Samsung. Model là HWM550. Thì trước mặt các bạn đây là toàn bộ vỏ hộp sản phẩm. Đây như các bạn nhìn thấy. Ở mặt trên này là có tên model M550. Ở giải này thì là sẽ có đầy đủ về những thông số cơ bản của loa, công nghệ vòm, âm thanh, bắt Bluetooth. Công suất của loa là 340W, số kênh là 3.1. Ok, đây là thuộc dòng Sao 3 TV. Thì sau đây mình sẽ mở hộp sản phẩm để đánh giá về cái thiết kế của loa cũng như chất lượng âm thanh. Như các bạn nhìn thấy thì đây là cục xúc siêu trầm, còn đây là giải thanh của loa. Đây là bộ phụ kiện. Ok, vừa rồi thì mình cũng đã mở hộp sản phẩm. Thì như các bạn thấy, trực tiếp ở bên trong thì sẽ gồm một dải loa thanh rất là to, chiều ngang của M550 rất là to. Đây là cục xúc siêu trầm. Cục xúc siêu trầm. Với thiết kế của M550 thì sẽ rất giống với thiết kế của M450. Thì M450 và M550 khác nhau ở hai điểm. Một điểm mình xin lỗi. Đó là công suất của loa. Thì M550 công suất sẽ cao hơn là 340W, còn M450 là 320W. Và một điểm nữa là cái dải loa thanh của M550 dài hơn dải loa thanh của M450. Ở bên trong hộp phụ kiện thì sẽ gồm có sách hướng dẫn. Sách hướng dẫn sẽ được viết bằng hai ngôn ngữ, đó là tiếng Anh và tiếng Việt. Đây, rất đầy đủ. Hướng dẫn các bạn từ cách lắp đặt, cách kết nối,
và chế độ bảo hành, điều kiện bảo hành. Tất cả các sản phẩm mà bên mình phân phối đều là sản phẩm chính hãng của Samsung, được bảo hành điện tử 1 năm. Trong cuốn sách hướng dẫn này các bạn sẽ thao tác được đầy đủ từ cách treo tường, giá treo. Đây là dây nguồn adapter. Đây cũng là dây nguồn adapter, thì sẽ có một dây nguồn kết nối với cục súp và một dây nguồn kết nối với giải loa thanh. Thì đây, dây nguồn này sẽ kết nối với cục adapter này để kết nối với loa thanh. Chút nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn. Đây là dây quang, thì đây là dây quang optical để chúng ta có thể kết nối loa với TV hoặc các thiết bị ngoại vi khác. Đây là điều khiển. Đây là một cái cáp USB để chia ra USB nhỏ ở trên giải loa thanh. Chúng ta xuất ra cổng to. Đây là giá treo tường, và bên trong sẽ có sẵn thước đo. Các bạn chỉ việc căng thước đo ra và bắt khoan 2 điểm là chúng ta có thể treo giá treo được. Và cái giá treo của dòng loa Sao 3 Samsung mình đánh giá rất là thông minh. Khi mà các bạn bắt vít vào, chúng ta có thể dễ dàng trong việc nắp loa vào và tháo loa ra. Và bởi vì đây nó sẽ có một cái gàm ở trong đây, cho nên cái giá treo của loa rất là thông minh. Pin cho được ok hết. Đó, toàn bộ trước mặt các bạn đây là phụ kiện đi kèm, một cục súp, một sải loa thanh. Thì sau đây thì mình cũng sẽ đi vào cận cảnh hơn cho các bạn thấy được về cái cục súp siêu trầm. Cái cục súp siêu trầm của M550 mình đánh giá là rất là men, đẹp. Đây là hoàn toàn bằng mặt lưới hợp kim tông màu đen. Ở trên này là vân gỗ rất to và cứng cáp. Đây là đẩy hơi ra. Với cái cục súp siêu trầm đẩy mặt dọc như này thì ở bên trong sẽ rất là rộng, cho nên là cái chất lượng âm trầm của loa rất là tốt. Mình cảm nhận rằng cái dòng mà đẩy trầm mặt trước này âm trầm sẽ mạnh mẽ hơn những cái dòng đẩy ngang. Mặt trước, bên phải, bên trái đều là vân gỗ này nha, rất là sạch. Đây là mặt đằng sau. Đây là tem ghi về thông số của loa, số thứ tự, số IMEI. Chúng ta có thể kích hoạt bảo hành bằng số IMEI tại đây. Còn đây là cái khe mà chúng ta sẽ kết nối cái dây adapter nguồn này, dây nguồn này vào đây. Đó. Đó là toàn bộ cục súp. Rất là men, đẹp. Ok. Còn đây là giải loa thanh. Thì giải loa thanh thì mặt trước đây có logo của Samsung. Tất cả mặt trước đây đều bằng hợp kim thép không gỉ, rất là đẹp, sờ rất là mát tay, không bao giờ bám bụi. Các bạn nhìn, ok, một thiết kế rất là đẹp, tuyệt vời. Ở đầu bên phải này thì sẽ có nút power bật tắt mở nguồn đây, bật tắt đây, xin lỗi các bạn, đây là nút bật tắt. Còn đây là nút tùy chọn chế độ, ví dụ các bạn có thể chọn những chế độ như là bắt nhạc với Bluetooth, kết nối với TV, HDMI hay cổng quang, USB, chúng ta có thể chọn đây. Đây là tăng giảm âm lượng. Ok, đây là toàn bộ mặt trước của loa thanh, rất là đẹp. Sau đây mình sẽ lật mặt sau lên. Đó các bạn nhìn. Đây là mặt sau của loa. Đó. Đây là tem xuất xứ, số IMEI để kích hoạt bảo hành. Tất cả nằm ở đây. Đây là cái giá treo. Giá treo chúng ta sẽ bắt vít vào đây. Ok. Đầu bên này cũng vậy, đây là chỗ chúng ta đặt giá treo. Còn mình xin giới thiệu đây là cái adapter nguồn của chúng ta đây. Ok, chúng ta sẽ nắp vào đây. Đấy. Đó, dây nguồn chúng ta sẽ nắp vào đây. Còn đây là hai cổng HDMI,
HDMI in và HDMI out ARC. Chúng ta có thể kết nối với TV hai cổng này tùy chọn, hoặc các thiết bị ngoại vi khác. Kết nối với HDMI thì qua đây. Digital, đây là cổng quang nha. Giới thiệu các bạn, đây là cổng quang. Còn đây là cổng USB. Đây là cổng AUX. AUX chúng ta có thể kết nối với âm đi hoặc các thiết bị khác qua cổng AUX 3.5. Đó là toàn bộ mặt sau của loa. Đó, như các bạn thấy, bên trong thiết kế của M550 toàn bộ là sẽ như thế này. Sau đây thì mình sẽ kết nối loa và phát nhạc. Mình vừa kết nối nguồn với giải thanh và cục súc siêu trọng. Sau đây thì mình xin hướng dẫn qua với các bạn về cách sử dụng điều khiển. Thì như các bạn nhìn thấy, đây là nút bật tắt power đây. Đây là off tắt. Bấm mở. Hello. Ok, đây là chúng ta đã mở. Đây là PT, là chế độ Bluetooth. Đây là cái nút tùy chọn các chế độ đầu vào. Ví dụ như là USB này. Đây là quang này. AUX là jack AUX 3.5. Cộng HDMI này. BT là Bluetooth. Đó. Sau đây mình sẽ chọn BT Bluetooth này. Còn đây là cái nút chúng ta có thể tăng giảm cái âm check cũng như âm bass của loa, những chế độ audio đồng bộ. Đó. Còn đây là nút đây là sang phải sang trái này. Sang phải sang trái cũng như là chúng ta lách bài, chuyển tiếp hoặc quay lại. Đây là nhớ bài, Ray Stop. Stop và phát bài. Còn đây là cái chế độ hiệu ứng âm thanh vòm. Đây chúng ta mở, chúng ta sẽ mở on hiệu ứng âm thanh vòm này. Còn đây là cái chế độ surround mode này, là cái chế độ mà chúng ta có thể tùy chọn các chế độ nghe. Ví dụ như music, nghe nhạc và music. Chúng ta bấm các chế độ khác nhau, xem thể thao, xem phim. Đó, tùy vào cái sở thích của các bạn. Ví dụ mình sẽ chọn music để chúng ta nghe nhạc. Ok, còn đây là cái chế độ power. Bluetooth là một cái chế độ thông minh để nhận dạng các thiết bị mà đã nhớ Bluetooth. Còn đây là tăng giảm âm lượng nha. Đây này, gạt lên là tăng. Các bạn có thể tăng max volume lên tới 100. Công suất 340W rất là cao. Mình sẽ giảm để ở cái mức tầm 2x, tầm 22 đi. Ok. Còn đây là chúng ta có thể tăng giảm cái âm súc siêu trầm. Đó. Vừa là tăng giảm âm bass thì chúng ta tăng giảm ở đây. Còn đây là tăng giảm cái âm súc siêu trầm. Ok, tùy ở cái mức độ như chúng ta thích. Điều khiển thì rất là dễ sử dụng thôi và thiết kế rất là đẹp. Ok. Sau đây thì mình sẽ kết nối loa với chiếc điện thoại của mình phát nhạc qua Bluetooth. Thì rất đơn giản, các bạn chỉ cần mở thiết bị là chiếc điện thoại của mình lên và phần cài đặt chọn Bluetooth. Khi Bluetooth nhận dạng thiết bị là M550 thì là chúng ta sẽ nhận loa. Ok, mình vừa chọn đã kết nối đây M550. Sau đây mình sẽ phát thử qua một cái đoạn nhạc. Thank you.
chọn một bài nhạc khác. Vừa rồi thì mình cũng phát qua một số đoạn nhạc để các bạn trải nghiệm qua chất lượng âm thanh. Thì như các bạn thấy, mình có phát những dòng nhạc bolero, dạng nhạc nhẹ hoặc là nhạc sàn, nhạc mạnh, DJ cũng rất là ok. Bởi HWM550 công suất 340W rất là mạnh mẽ. Cái tiết tấu về cái giải thanh của loa rất là tốt, bởi vì trên đây là một giải gồm rất nhiều loa với cục súp siêu trầm rất là mạnh mẽ. Vì vậy các bạn có thể yên tâm về các thể loại nhạc mà mình yêu thích, từ nhạc vàng, bolero hoặc là DJ thoải mái. Hiện tại thì bên mình đang bán HWM550 với một mức giá rất là cạnh tranh so với thị trường. Mình xin khẳng định là rất là cạnh tranh so với thị trường. Để đặt hàng, các bạn chỉ cần cung cấp cho mình thông tin về họ tên, số điện thoại, địa chỉ là bên mình sẽ giao hàng và thanh toán tận nơi khi nhận hàng. Tất cả sản phẩm bên mình đều chính hãng, được bảo hành điện tử qua số email của loa
là 1 năm của Samsung. Để liên hệ đặt hàng thì các bạn chỉ cần liên hệ qua hotline Facebook Zalo bằng số điện thoại là 0977254396 hoặc có thể liên hệ website bên mình là saobatv.com. Fanpage Facebook Zalo đều bằng số điện thoại của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các sản phẩm lần sau. Xin cảm ơn.